Bất ngờ danh hài hoài tâm cướp mít để hát giúp cho Hồng Phượng. Có câu nói của ông bà ta đúng không bao giờ sai. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Rất đúng trong trường hợp của con cô Sáu. Những ngày qua, những hành động và sinh hoạt gì của Hồng Loan cũng đều bị cô ta soi mối. Có lần Hồng Loan hát chung với nghệ sĩ Ngân Tướng tại quán của Quy Lê. Hồng Loan đã hát nhép một đoạn ngắn cải lương. Sau đó, con cô Sáu về cũng ngồi kế bên mẹ của mình. Cô Sáu thì hát, còn cô ta thì hát nhép theo giọng của mẹ mình như là để chọc quê hồng Long nhưng đời mà nói xấu người khác thì đến mình phải lãnh nghiệp trong cái ngày cô ta qua pháp hát xuống thì ở nhà hồng Long đưa tâm thư năm trang lên thì cô ta cũng đã giàu cà khịa mấy mươi năm khoác lên mình chiếc áo lông cụ giờ mọc nanh rồi lòi ra con sói cắn nát gia đình người ta đừng nhờ người khác giết giùm có già dòng rồi tỏ vẻ là người nửa lớp còn bên trong lòi ra ngoài gần hết rồi họ hay nói con người ta đúng chính xác nó là con người ta chứ không phải con của cậu em chắc chắn nó không có một giọt máu nào của gia đình em cả chắc là do đầu óc vẫn còn tập trung vô vấn đề hơn thua với hồng loan cho nên trong tối hôm qua diễn ra sinh nhật của bà bầu xô phượng amina cô ta đã đứng hát chung với một bạn nữ khác nhưng có điều lạ là tay cầm điện thoại không phù hợp với một ca sĩ chuyên nghiệp chút nào khi cô ta hát bài ngày nhộn nhịp về trên khu phố cô ta hát một đoạn nhưng đến một đoạn thứ hai cô ta quên lời thì bất ngờ lúc đó bạn nữ hát cùng đã vẫy tay kêu hoài tâm đứng phía sau lên hát thế giúp cho cô ta có thể nói trong những ngày qua cô ta không tiếc lời chỉ chiếc mặn nhẹ đến hồng loan thì nghiệp đã quật ngược lại cô ta và không biết là sau live show này bà bầu có còn đủ tự tin cũng như là sự tin tưởng để mời cô ta qua pháp lưu diễn nữa hay không thì khán giả hãy chờ trong tương lai nhé. Trong khi đó, khán giả lại nói rằng bà Sáu thì đang soạn đơn kiện nghệ sĩ Hoài Tâm vì dám cướp đi sự nghiệp ca hát của con bả Lo cho Hoài Tâm quá mọi người ơi, sạc pin xài điện thoại đợi cô lũ hay sao mà quay phim chán quá. Mang danh là ca sĩ, qua trời Tây tự giới thiệu mình là ca sĩ nói ngôi, là cháu gái duy nhất theo nghề. Mà hát thì nhạc một đường, lời thì một đường, hát quên lời mà bài đặt chê người khác. Không có bản quà âm khói khí nữa, chuyên nghiệp thiệt càng nói xấu hồng loan bao nhiêu thì nghiệp quật lại gấp đôi cái này là đang hát hay lấy tiền khán giả hay là đang tập vậy mọi người